Các công đoạn để hồi sinh một đống sắt vụn thành một chiếc Saika có thể chơi được, vừa tốn thời gian, vừa đòi hỏi sự kiên nhẫn của người thợ. Bắt đầu từ việc tháo rời từng bộ phận, kiểm tra chi tiết còn dùng được, những chi tiết phải thay, từ con ốc, vít, khung xe, sườn xe, cho đến chiếc thuyền xe. Ngoài việc tận dụng những phần có thể làm được tại chỗ, các thiết bị dành cho dòng xe này vẫn phải nhập từ nước ngoài. Phụ tùng thay thế thì hiện tại tôi đặt mua ở trên eBay, một cái giá cũng khá đắt. Cái tiền shipping để về Việt Nam, toàn bộ đồ mới chưa xài. Thì khi nhập về Việt Nam, Việt Nam mới cho nhập vào. Đa số những cái thiết bị về phần máy không nhập những cái món làm được ở Việt Nam. Ví dụ như đèn, rồi đồng thì là mình giảm bớt cái chi phí xuống. Bây giờ một cái xe mà nhập nguyên trạng mới tinh từ Nga, từ Mỹ về thì nó rất là đắt. Những bộ phận nào còn tốt, còn tận dụng được, người thợ sẽ sửa sang, kiểm tra và bảo dưỡng. Những bộ phận nào như khung sườn, vành chắn hay nhất là thuyền xe là những bộ phận dễ bị rỉ sét, thường thì các tay thợ đều phải làm lại. Những chiếc vành chắn bùn hoặc thuyền xe được cắt hàng làm mới, phủ lên một lớp áo mới nhưng vẫn thể hiện tính bụi bặm và giả chiến. Điện đóm cũng là một trong những yếu tố của dòng xe ở khí hậu mát lạnh khi đưa vào sử dụng trong thời tiết nóng ẩm. Những người thợ điện lại phải điều chỉnh và dùng những thiết bị phù hợp thay thế. Tuy nhiên, mặc dù có sửa sang và chế ra những yếu tố mới, điều tâm niệm của các tay chơi cũng như các tay thợ là trung thành đến mức có thể với phiên bản ban đầu của máy móc. Để mà kết hợp những người thợ làm việc chung với nhau nó rất là khó. Như là sơn, sơn thì lại phụ thuộc với đồng. Đồng phải dỗ thẳng, rút thẳng xong sơn nó mới lên đẹp. Thợ điện riêng, hai thợ máy riêng và thợ đồng riêng, thợ sơn riêng là mỗi người làm việc cho một bộ phận. Những người làm việc cho những bộ phận đó là chịu trách nhiệm chính về những bộ phận đó. Người đó phải chịu khó và giỏi chuyên môn thì mới làm được. Thứ hai nữa là người thợ nó phải có cái tâm huyết để làm cái dòng này. Mình chỉ sửa một loại một Saika này thôi. Cho nên là cái đầu tư suy nghĩ của mình nó nhiều hơn trong cái lĩnh vực xe này. Để làm lại một chiếc, người chơi phải chi một khoản công ích trên dưới 100 triệu đồng. Vì tính hầm hố của loại xe, hầu hết các thiết bị lắp ráp đều phải phù hợp cho loại xe chinh phục địa hình, từ những chiếc bánh có độ dày và độ bám tốt cho đến những khung sườn xe phải chịu tải tốt, bộ giảm sóc và nhông xe êm. Hệ thống điện đóm của Saika được chế tạo cho không khí ôn đới, nên khi sử dụng tại khí hậu nhiệt đới, hệ thống điện dễ bị cháy, bujri bị chết khi máy quá nóng. Để làm một chiếc Saika, sau khi mua được hàng thanh lý, thời gian tùy thuộc vào từng chiếc xe. Nhưng để làm một chiếc xem quãng thời gian tùy thuộc vào tình trạng của từng chiếc xe vào thời điểm thanh lý cũng như dòng xe được thanh lý. Có những cái xe nếu mà nguyên bản tình trạng nó còn nguyên thủy, như được bảo quản tốt ở trong doanh trại, cái xe đó nó còn liền đồ đạc thì từ khâu rã, để đồng sơn si, đồ tất cả cái máy móc thì nó khoảng tháng rưỡi. Còn có những cái khác có thể 3 tháng cũng xong mà 4 tháng cũng xong, tại vì nó thiếu đồ rất là nhiều. Sửa những cái dòng xe này không thể tính được ngày và tháng. Những chiếc Saika đầu tiên xuất hiện trên đường phố sau thời gian vắng bóng đã tạo động lực cho những người đam mê dòng xe đặc chủng này đưa chúng trở lại. Những chiếc xe khoảng chục năm trước chỉ được bán theo giá sắt vụn, giờ được bán với giá gấp trăm lần sau khi được phục chế. Những chiếc xe ấn tượng của đường phố Hà Nội giờ cũng xuất hiện trong nhiều đám cưới hoặc quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm anh em Saika Sài Gòn. Tuy nhiên, để có thể hiểu và chơi được chiếc Saika một cách thực thụ, người điều khiển xe cần phải hiểu để chăm sóc và bảo dưỡng xe bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Loại xe rất kén người chơi vẫn tồn tại qua năm tháng nhờ những người đam mê cảm giác mạnh và ham thích khám phá. Tốc độ không phải là điểm nhấn của việc kiểm soát Saika, nhưng chính là việc chinh phục địa hình khéo léo, điêu luyện và đối phó, giải quyết những sự cố khi con ngựa bất kham dở chứng trong những cuộc hành trình. Đó cũng chính là lý do tại sao những người chơi Saika sành điệu thường cũng là những người sửa Saika sành sỏi. Họ hiểu những chiếc Saika do chính họ thổi hồn và đưa chúng trở lại mặt đường sau nhiều năm bị lãng quên.